thì những phân khúc cuối cùng của bất động sản mới thực sự hiển hiển thị rõ nét để cho anh và mọi người đều nhìn thấy, đúng không? À, ví dụ như mấy cái phân khúc đầu cơ cao dạng như là đất đất nền vùng ven mà rất 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 là ven luôn, tức là ven của những cái tỉnh tỉnh lẻ Cần Thơ rồi Nhập Hậu lẻ Giang lắm, xa, đúng không? lẻ Cần lắm, Thơ, Hậu Giang, Bảo giống như Lộc, Lâm Đồng các người ta thứ, chào anh đất nền Bảo Lộc, đúng. nhưng mà mua Bảo Lộc mình chẳng biết mua đi làm gì. Phần lớn các cái khu vực đó nó vẽ ra tiềm năng của 20 năm nữa, và các tức là em đã có chia sẻ với công khai với mọi người rằng là nó đều thuộc những cái gọi là nhóm lãi, giống như kiểu các cổ phiếu penny trên thị trường chứng khoán mà có những cái nhóm nó tạo lập với anh, thì cái đó thì người ta sẽ nhìn rất 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 dễ nếu dân tài chính. Nhưng bất động sản nó có tính tương tự như vậy, những cái phân khúc gọi là đất nền vùng xa giá trước đây nó thu gom đâu đó khoảng tầm 10 trăm rưỡi 200.000 một mét thôi, sau đấy nó làm thủ tục thế nào đấy nó chuyển đổi một phần lên đất có thể xây dựng một chút, hoặc là cái dạng kiểu nhà vườn, hoặc là nó sử dụng làm farm, hoặc là tức là nó có rất nhiều phân khúc khác nhau và nó đẩy giá lên 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 từ ví dụ như 200.000 mà bây giờ nó bán cho anh khoảng 2 triệu mấy gì đấy, đúng không? Đúng rồi, ba Đó. triệu rưỡi Đấy đấy thì cỡ tầm đó thì nó đã ăn lời, thậm chí là nó hạ giá cốt xuống nữa thì tức là hạ cái giá bán trung bình xuống cho nhiều người khác nhau nó vẫn lời. Và cái câu chuyện khi người cuối cùng mua vào đó thì cái tiềm năng phát triển gì gì đấy mà vẽ ra thì thôi, nói chung mỗi vùng đất sẽ có một cái gì đó để người ta có thể nói. Nhưng có nơi thì là chuẩn bị có sân bay, những cái câu chuyện chuẩn bị đó thì chưa biết 20 năm nữa có không. Đấy. Hoặc dạ tại rồi. vì cái gốc của anh là dân làm quản lý dự án Dạ. thế Thì đại loại thế, em nói chung chung thế anh này sẽ là hiểu anh là hiểu được không? anh sẽ hiểu được cái góc của bất động sản. Thì cái góc của bất động sản hiện nay nếu anh vẫn có đầu tư á, thì em vẫn hướng theo cái hướng tức là tính ổn định cao, xem với ngân hàng thôi, nhưng mà thực ra bọn em tính chi ra cốt chi phí vốn trên cái giá trị mà nếu như anh mua cả căn căn hộ kết hợp với đất á, thì nó không bằng lãi suất ngân hàng luôn, cái biên lãi của nó thấp lắm, chỉ có 2% nếu mà có dòng tiền về thôi. Em lấy ví dụ như bây giờ cái căn hộ anh đang sống ở quận mấy nhỉ? Đang ở Nguyễn Cửu Vân Trần Cao Vân nè, hay là Nguyễn Cửu Vân là ngay chỗ cầu Thị Nghè, ngay chỗ cầu Thị Nghè hay gì đó rồi là Nguyễn Cửu Vân đó. em biết rồi, em biết rồi. Thì bây giờ ví dụ như những cái chỗ quanh quanh nhà anh đấy, anh ngắm ví dụ như một cái căn hộ nào đó với cái giá như thế, cả đất cả nhà bây giờ anh cho thuê được bao nhiêu đấy, thì anh biết anh sẽ thấy được rằng là cái chi phí vốn Thấy của thôi, nó thấp thấp lắm, lắm, thấp lắm thấp lắm, luôn. thấp Và chính lợi. dạ chính cái thấp đó nó giống như cái câu chuyện mà lúc mà thị trường chứng khoán tạo đỉnh á, anh sẽ thấy rằng là cái phần lợi nhuận á, mà trên tức là nghịch đảo của P trên E, tức là lấy lợi nhuận chia cho cái giá hiện tại trên thị trường này giao dịch cái lúc mà thị trường đỉnh điểm á, thì cái bất động sản nó cũng có nó cũng có thể sử dụng cái phương pháp đó, tức là anh lấy cái phần lợi nhuận thu về là gọi là dòng tiền của cái phần đó anh chia ngược cho cái giá thì anh sẽ ra cái suất suất lợi nhuận nó rất là thấp, mà suất lợi nhuận thấp như vậy thì nó cái giá nó sẽ không thể thay đổi được, hoặc là có hai cách: một là suất lợi nhuận phải tăng lên, hai nữa là giá phải hạ xuống thì cái tỷ suất đó nó mới có thể cao được. Và thông thường những người mà đầu tư bền vững á, người ta sẽ chờ cái tỷ suất tối thiểu phải trên 8%, tỷ suất tối thiểu trên 8% tức là cao hơn so với lại cái lãi suất ngân Tôi hàng đâu đó khoảng tầm 2%, và để sau này nó bù đi 1/2 cái lạm phát thực hiện tại đang công bố, tức là lạm phát hiện ra là 4% thì chia đôi ra là 2% cộng với 6% cái lãi suất thông thường trên thị trường là khoảng 8% thì họ mới đầu tư được, còn nếu không á, thì cái kênh nào mà cái đầu tư như vậy là không hiệu quả đó. Ok vậy đó, đó giờ mình gửi, bây giờ mình gửi bản Việt, mình ở ngân hàng bản Việt đã là 8 chấm mấy rồi. À, cái đó thì là trường hợp đặc biệt, em đang tính cái trung bình thôi. Cái trung bình thì Ở khoảng tầm trung bình 6 thôi, 6 6 hoặc 6,5 cho tất cả những người có tất cả các khoản tiền. Còn cái vấn đề bán Việt với lại cái câu chuyện đó là câu chuyện lựa chọn giữa ngân hàng, thì mỗi một ngân hàng nó có tính chất khác nhau thì em không bàn sâu về câu chuyện đó. Nhưng mà cái trung đúng bình rồi. của nó là khoảng tầm 6% thì em phải tính là 88% như thế. Đó là chuyện thứ hai. Cái chuyện thứ ba nữa là bây giờ quay sang các kênh khác thì những cái kênh khác anh sẽ không dành, ví dụ như Bitcoin anh không dành này, và kênh đó cũng là kênh cực kỳ nguy hiểm, thì em dự báo khoảng 2023 thì khi mà các cái đồng tiền trên thế giới bị cái câu chuyện đó là có một cái câu chuyện của các cái tiền trên thế giới hiện nay nó chuẩn bị đó là người ta không còn tin tưởng vào các cái đồng tiền nữa.
Nên cái tỷ lệ mà hỗ trợ phần lớn các cái chính phủ các quốc gia đều hỗ trợ chính sách tiền tệ, dẫn đến câu chuyện là dư thừa cái lượng cung tiền trên thế giới ấy, thì nó có vấn đề. Nhưng mà chắc là phải là cái khoảng 2023 thì nó mới quay lại để tìm những cái gọi là cái dòng tiền mà có cái tính giới hạn đấy, tiền để thanh toán nhưng phải có giới hạn. Chứ còn hiện nay các loại tiền trên thế giới là dùng để làm phương tiện thanh toán, nhưng dùng một số cái công cụ của hệ thống ngân hàng bơm ra và hút về thị trường, nhưng đôi lúc không có một cái quy định cụ thể nào về câu chuyện đó, nên nó có tính vô hạn. Và đồng tiền trên thế giới chỉ khi có bất ổn thực sự lớn thì người ta mất niềm tin vào cái đồng tiền và người ta sẽ đi tìm giữ đến một số các loại tài sản khác, hoặc là cũng là tiền để thanh toán nhưng có tính giới hạn. Thì Bitcoin là một trong những cái dạng như thế, nhưng Bitcoin không 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 em không khuyến nghị những người ở Việt Nam đầu tư, bởi vì chính phủ Việt Nam không không hợp thức hóa về mặt pháp lý, Không hợp hóa, đúng rồi, hợp lý, không về mặt đồng ý. pháp lý, nên cái rủi ro của đầu tư là có thể không mua được đúng BTC qua đơn vị trung gian, họ họ ôm lệnh không mua được BTC, hoặc là do anh có mua được BTC thì khi có tranh chấp anh cũng không được bảo vệ. Đó là kênh thứ hai. Kênh thứ ba đó là kênh vàng. Kênh vàng thì kênh khá thông dụng với dân Việt Nam từ trước tới nay. Nhưng lý do tại sao mà vàng không được quan tâm là bởi vì có một số giải pháp hành chính quản lý. Đúng rồi. Lý do là đến câu chuyện đó là liên quan đến câu chuyện quản lý độc nhất một đơn vị sản xuất vàng miếng SJC, quota cấp quota cho câu chuyện nhập khẩu xuất khẩu. Thứ hai nữa là câu chuyện là cho phép bật đèn xanh cho cái biên lãi của cái đơn vị trung gian bán vàng rất là cao, nhất là giữa giá bán và giá mua chênh lệch giao rất là nhiều. Đó là những cái cản trở để mục đích là quản lý hành chính. Người ta luật hóa câu chuyện vàng cũng giống như là tiền ngoại hối, như là giống như đô, để người ta quản lý cùng với lại cái việc là quản lý đô la, tức là quản lý ngoại tệ. Mặc dù vàng không phải là đúng ra bản chất nó không phải không 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 nên được xem là ngoại tệ giống như đô, bởi vì vàng tính thông dụng nó khác cái kiểu của đô, nhưng người ta vẫn đang luật hóa theo hướng đó. Nên mục đích chính của câu chuyện đó là người ta muốn đẩy cái dòng tiền tích lũy trong dân á vào hoạt động sản xuất, vào ngân hàng. Đích đến của câu chuyện nó là như vậy. Thì đó là câu chuyện vàng nó sẽ không hiệu quả. Nhưng lưu tâm cho em một điều, em vẫn nói với mọi người, đó là vàng có một chu kỳ suy giảm và điều chỉnh khá là dài, gần 10 năm. Chính xác là từ 2000, nếu mà tính đủ thì từ năm 2007 đến nay là năm 2020. Tức là nó nằm ở đâu đó 12 năm. Nhưng riêng cái năm 2009 đã tăng rồi, thì ta trừ 2009, 2010 đi. Thì nếu tính từ đỉnh của giá vàng là 49 triệu trước đây, là nó giảm về cái vùng xấu nhất của nó là ở Việt Nam mình á, là về tới vùng 30, 30, 31. Có lúc là có bạn giá 30, 31, thì anh tưởng tượng là từ 49 mà về 30, 31, tức là nó đâu đó khoảng tầm mất 18 triệu trên một cây cây vàng. Trên cái giá vốn của nó, giá cốt ban đầu nếu giả sử mua phải đỉnh là 49 thì rất là lớn. Và cái chu kỳ đấy thì tất nhiên nếu chia đều cho năm thì nó cũng 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 tức là nó cắt xét của người ta mỗi năm một một ít, và cái đầu tư vào vàng trong vòng 10 năm qua không hiệu quả. Thì lý do là vừa như em vừa nói, nhưng nguyên gốc của vấn đề đó là do giá vàng thế giới nó cũng tương tự như vậy. Nó cũng bị suy giảm như như thế sau cái khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 á, thì nó giảm sâu. Thì vì có cái điều, tức là trong cái phân tích về xu hướng của một các cái kênh thị trường ấy, thì thực ra mà nói thì nó rất dễ thôi, nó tức là có giảm nhiều mà thời gian lâu thì sẽ có một cái nhịp tăng mới, cũng giống như bất động sản. Ngược lại, bất động sản Việt Nam anh đã thấy rồi, có một cái chu kỳ giảm của bất động sản rất là dài từ năm 2007 đến năm 2012, đúng không? Thì nó có một chu kỳ tăng lại. Thực ra 22 đến 20 25 á là nó vẫn chỉ nhích 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 để lấy lại niềm tin thôi. Chính thức nó tăng nhanh nhanh nhất trong bất động sản Việt Nam á, là từ 2015 đến 2018. Đúng không? Đấy, thì nguyên cớ của câu chuyện tăng đó thì đến khi nó hiển thị rõ nét những cái lý do để tăng thì lúc đó người ta sẽ lấy lý do ra để người ta nói. Nhưng trên cái góc nhìn phân tích của em không cần những lý do đó, em vẫn có thể lượng hóa được. Ví dụ như trường hợp giá vàng thì khi có đánh nhau Iran Mỹ thì người ta lấy lý do là như thế là nó tăng, hay là ví dụ như vì cái lý do này kia, nhưng về bản gốc của nó đó không phải lý do. Đó là cái dòng tiền trên thế giới nó sẽ dịch chuyển từ kênh này sang kênh khác,
những kênh nào đã tăng rồi thì người ta sẽ có khuynh hướng, những cái người mà người ta cảm thấy là đủ về mặt lợi nhuận đó, người ta sẽ dịch chuyển từ kênh này sang kênh khác, dịch từ cái kênh mà có biên lợi nhuận đủ, tức là đã có một cái xu hướng tăng trước đó rất lớn, sang những cái kênh chưa có xu hướng tăng. Thì ở đây trong mấy cái kênh em vừa nói ấy, thì người ta có khuynh hướng dịch chuyển từ kênh, hiện nay trên thế giới thì người ta không đầu tư bất động sản giống kiểu Việt Nam, thì người ta dịch chuyển từ chứng khoán sang bên vàng. Và các cái hàng hàng hóa cơ bản, thực ra trên thế giới nó còn có kinh doanh dầu, kinh doanh một số các cái lĩnh vực hàng hóa cơ bản, ví dụ như đồng đồng bạc rồi thép, đúng chính xác đấy. Đang nó giao dịch trên sàn nguyên liệu á. Đấy. Thì góc nhìn như thế để anh thấy rằng là trong khuynh hướng trong khoảng tầm 5 năm, 10 năm thì hơi xa, nhưng 5 năm sắp tới thì nguyên liệu cơ bản sẽ có khuynh hướng tăng giá. Trong đó có dầu và vàng. Nếu như anh là người mà giao dịch trên sàn sinh hay là ví dụ làm việc ở nước ngoài á, anh hoàn toàn có thể mở tài khoản hạn chế giao dịch margin, bởi vì nước ngoài nó cho một tỷ lệ margin, em nhớ không nhầm, là khá cao. Thì giao dịch hàng hóa cơ bản là rất ok. Ví dụ như giao dịch vàng, dầu, thép với mấy cái hàng hóa cơ bản á. Thì rồi lý do là gì thì em không biết. Nên bây giờ bảo em đi đoán tương lai xem là nó có đánh nhau nữa không, Đúng nó rồi, có leo thang Iran không, cái đó em không biết. Nhưng mà em biết được một câu chuyện, đó là các cái kênh khác là nó tăng rất nhiều, ví dụ như bởi vì em phân tích đa thị trường và trên toàn cầu chứ không chỉ riêng Việt Nam, tức là túm 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 váy lại là hiện nay thì nó nếu mà chỉ bắt buộc phải chơi chứng khoán thì các nhà đầu tư trên thế giới nó chỉ dịch chuyển từ những cái thị trường đã tăng rất mạnh về những thị trường ít tăng hơn, ít tăng hơn, và nó có quyền lựa chọn giữa Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore hay là ở đâu đó nó sẽ dịch chuyển được các thị trường khác nhau. Thì cái khuynh hướng nếu chỉ trong 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 nội hàm của chứng khoán không thì nó sẽ di chuyển chọn lựa từ kênh này sang kênh khác. Còn nếu như những cái tay mà nó đa đa dạng hóa danh mục, tức là cái khối lượng tiền của nó lớn hơn á, thì nó đầu tư đa kênh á, thì nó sẽ nắm được tất cả các kênh và nó sẽ chuyển từ kênh này sang kênh khác. Thì cái kênh mà em vừa nói, tức là cái khuynh hướng là tại vì Dow Jones với S&P của Mỹ nó tăng quá nhiều trong vòng 10 năm vừa qua từ 2009. Con số tăng đơn giản em nói cho anh biết luôn là ví dụ chỉ số công nghiệp Dow Jones chẳng hạn là 2009 là 7.000, đáy khủng hoảng là 7.000, mà bây giờ nó là 28.500 rồi, đúng không? Đó, anh sẽ thấy là mức tăng rất lớn, và trong lòng nó ví dụ như Amazon, ví dụ như là Apple, ví dụ như là Alpha cái gì á, cái thằng Google bây giờ nó gọi là Alphabet, những cái cổ phiếu dạng siêu khủng trong nền kinh tế của nó trong 10 năm qua có những cổ phiếu tăng đến mấy chục lần. Thì đương nhiên thì với những nhà đầu tư thông thường thôi, ví dụ giả sử em là người đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ thôi, lời quá trời luôn anh, mỗi năm lời Đúng một rồi, lần, rồi mỗi năm lời một lần mà mấy vốn bạn ở em. bên Mỹ lời lắm, mấy bạn ở bên Mỹ lời lắm. Đúng rồi, nhưng cái câu chuyện khi anh biết á thì nó là chuyện đã rồi, anh lao vào là anh chết, giống như bất động sản á, bây giờ anh biết thiên hạ nó làm ăn được, anh lao vào là anh dính cước. Còn cái chuyện dính như thế nào em chưa hiểu, em chưa thể định lượng được là cái lý do gì để cho cái câu chuyện là để cho chứng khoán Mỹ nó suy giảm, nhưng mà nó có thể kéo dài được thêm 1 năm 2 năm nữa, nhưng mà sớm hay muộn thì nó cũng sẽ có cái đợt suy giảm. Lý do đơn giản nhất đó là các cái doanh nghiệp mà hiện nay á có cái mức tăng như vậy á, thì cái kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này không theo kịp, Amazon không theo kịp với lại cái tốc độ tăng giá, Apple không theo kịp với tốc độ tăng giá, tức là cái biên lãi, cái lợi nhuận của doanh nghiệp không theo kịp với tốc độ tăng giá, vậy là người ta đang kỳ vọng về mức giá vượt mức so với lại cái kỳ vọng của doanh nghiệp. Và nếu phân tích xa sâu hơn một chút nữa về cái gọi là cái cung cầu trên toàn cầu ạ, hiện nay chính vì cung cầu nó bất thường nên mới có chiến tranh thương mại, mới có câu chuyện muốn chia lại thị trường, nên dẫn đến câu chuyện là các cái ngành nghề, đặc biệt là các cái ngành nghề liên quan đến công nghệ, nó có khuynh hướng là dư thừa về mặt hàng hóa, bởi vì công nghệ nó bị đánh cắp, và đặc biệt là Trung Quốc nó sản xuất rất là dư thừa. Anh mới thấy rằng là ví dụ như nếu như không có Trung Quốc ấy, chúng ta sẽ phải mua Apple với giá đâu đó khoảng tầm 100 đến 120 triệu một cái điện thoại. Nhưng mà vì Trung Quốc nên Apple nó không có cách nào khác, nó không có cách nào để bán theo cái kiểu bán hàng Hermes được. Bản thân gốc của Google nó của thằng Apple ấy, là nó bán hàng Hermes. Nó định đi, nó không bán hàng công nghệ đâu nha nha, nó bán hàng Hermes, nhưng mà nó không làm được chuyện đó. Lý do là nếu mà nó mà bán như thế thì đương nhiên là nó mất hết thị phần. Hiện nay thực ra thị phần của Apple rất thấp, nó không có chiếm thị phần, nó bán độc quyền, nhưng tất nhiên nó vẫn làm tốt, nhưng giả định như không có Trung Quốc thì nó đã làm rất tốt rồi. Nhưng hiện nay cái câu chuyện về hàng hóa trên thế giới em đang thấy nó có những cái dấu hiệu câu chuyện dư thừa, đặc biệt là các hàng hóa liên quan đến công nghệ điện, sản phẩm điện tử, các cái hàng thông dụng, gia công thông dụng.
Đấy, thì nôm na đại loại như thế để anh có thể định hình chung. Em không đi, em sẽ không tư vấn cho anh bất kỳ một cái lĩnh vực nào nha. Đúng đúng, anh hiểu Thắng, anh hiểu Và Thắng không? Anh cái cách làm của em là với những người hiểu chuyện họ sẽ biết là em đang làm cái gì. không, anh hiểu lắm nên anh mới gọi Thắng nên là anh thôi để cho anh hỏi câu này. Thắng nếu mà vậy thì cái chuyện mà đầu tư ở Cảng Vàng thì Thắng nghĩ sao? Tráng bàng Tây Ninh đúng không? Cái cao tốc đúng mà anh thấy cao tốc nó làm mấy cái đường vành vành đai xong hết rồi đó, nó làm mấy cái đường nhánh xong hết rồi đó. Cái gì mà đã xong hết rồi ấy, thì nó không còn biên dư địa của sự kỳ vọng. Về bản thân mình có thể phản bác theo hướng tức là mình không vui với câu chuyện người ta vẽ ra các cái kịch bản ABC, nhưng bản gốc của thị trường bất động sản nó là như vậy. Nên mình sống và làm việc cũng như là kinh doanh trong lĩnh vực đó thì anh buộc phải đi theo với xu hướng, bởi vì anh không thể bẻ bẻ gãy xu hướng được. Thì khi mà những cái kỳ vọng, những cái kịch bản đã thành hiện thực, thì cái khi đã thành hiện thực rồi thì nó là cái giai đoạn không còn nhiều dư địa. Tức là nơi nào còn khả năng phát triển, còn có thể vẽ được dự án, còn có khả năng xây dựng thêm thì nơi đó có tiềm năng. Nơi nào đã xong các dự án, đã hoàn thiện các dự án, đã gần như là hết rồi thì cái giá của cái kỳ vọng nó đã phản ánh vào giá rồi. Còn ý anh nói là cái Cảng Vàng á là nó chuẩn bị nó làm cái đường cao tốc đi từ Sài Gòn vành đai ba đi 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 lên biên giới đó, thì nó phải xuống nhánh Cảng Vàng á, thì anh thấy là nó chưa có làm nhưng mà sắp tới nó sắp làm rồi, thì anh nghĩ chắc là Cảng Vàng đi về Sài Gòn nếu mà đi cao tốc chừng 20 phút là tới rồi. Em hiểu rồi, em hiểu anh nói cái gì rồi, bởi vì cũng giống như đợt trước bọn em kỳ vọng cái câu chuyện đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh cái gì á, vùng Long Thành Dầu Giây á. Nhưng có một số khu vực cao tốc nó là cái đường, nó đã là cao tốc thì nó không có đường xuống. Nó là cầu cạn, nó là nói chung về đại loại là các kỳ vọng liên quan đến câu chuyện đường cao tốc đi qua là không hiệu quả. Anh hiểu, nó phải có điểm điểm đầu với điểm cuối thôi. Đúng, nó không có điểm bẻ nhánh nên phần lớn những cái vùng có cao tốc đi qua, ví dụ như cái khu vực mà quận 9 có cao tốc đi qua, chỉ ngoại trừ cái khu vực Đồ Xuân Hợp là có đường xuống, hoặc là cái khu vòng xoay Phú Hiểu là có đường xuống, còn từ vòng xoay Phú Hiểu trở đi không có đường xuống nữa. Đấy, nên câu chuyện là những cái vùng đất đi qua nó chỉ là cầu cạn, nó không có ý nghĩa gì về mặt đường Đâu trường có đấy ý đâu. nghĩa gì, giống như là mình đi làm Mỹ Tho đó, mấy cái đường cầu cạn đó, Đúng đất rồi. chung quanh nó chết queo chứ đâu có làm được gì. Đúng rồi. Anh vẫn đang có định hướng với câu chuyện đất nền, nhưng em vẫn khuyến nghị anh một câu chuyện, đó là chờ. Anh hoàn toàn có Dạ, thể ok. nghỉ ngơi để chờ đợi xem nó phản ứng với thị trường trong cái giai đoạn khi mà một cái thông tin xấu nó hơi nhiều, thì anh hoàn toàn có thể mua lại. Nếu như anh vẫn muốn thích đầu tư bất động sản, anh hoàn toàn có thể mua khi giá bắt đầu có cái khuynh hướng dịch chuyển ở cái giai đoạn, giống như nếu lấy lịch sử thì anh cứ lấy cái đoạn mà từ 22 đến 25 á, cái đoạn đó là giá nó dịch chuyển tăng dần tăng dần, thì anh đừng cố để mua giá thấp nhất ở năm 2012, và anh không bao giờ có thể biết được đâu là năm 2012 cả. Đấy, Không biết nên đâu. nên nên anh sẽ mua cái lúc mà từ 12 nó bắt đầu dịch chuyển tăng dần, ví dụ 12 giá thấp của nó là 10 triệu chẳng hạn. Anh sẵn sàng mua 13 triệu, không vấn đề gì hết, nhưng anh sẽ ăn được từ 13 lên đến 60. Thay vì là anh cứ đi cố đi đi đoán đáy trong lúc thị trường đang có những cái vấn đề mà nó không được ổn lắm, thì đó là những cái tư vấn thực sự rất chân tình đối với anh về cái góc độ nếu muốn mua bất động sản. Còn còn kênh mà hiện nay em có thể tư vấn cho anh có thể là kiếm được một cái biên lãi vừa phải, nhưng với điều kiện phải đi đủ dài, ví dụ như ít nhất là phải 2 năm, thì đó là vàng. Em vẫn hoàn toàn, nếu anh có khả năng mở được tài khoản ở nước ngoài thì anh nên mua vàng tài khoản để bán cho dễ, khỏi mất công bị các cái vấn đề liên quan đến 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 đến, đến này kia, thì mua Cạn vàng. cái là mình không có mở được đấy chứ, cạn là mình không mở được đâu. Mới được chứ, anh có Bạn số số xã hội ở một quốc gia nào đó thì mới được chứ. không thì không, tại vì anh là về Việt Nam lấy vợ Việt Nam, nhập quốc tịch Việt Nam rồi. À, quốc tịch Việt Nam tức là À, không có số 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 không, số số xã anh hội. bỏ luôn rồi. Hồi xưa là anh giống như anh bỏ luôn rồi. À, ok, bởi vì Tại em tại biết là vì một thực sự ra cái sâu xa mà quốc tịch á, mạng song tịch nó cũng có vấn đề phiền to với quốc tịch thứ nhất lắm á. em biết mà Dạ. em ngày xưa nó có một thời gian em làm cái duyệt quốc tịch mà, cho nên là Ờ em đó, có biết cái em đó hiểu rồi đó. rồi. Mà Ok, người người Việt Nam cứ nghĩ là song tịch là tốt mà không có đúng. không đúng, đúng, nó rất Chọn là nào chọn phiền. một bên thôi. Đúng rồi, Tại vì người ta bắt mình tuyên thệ mà. đúng rồi, anh theo cái nào anh theo một bên thôi, đó người ta Anh chỉ mới. theo anh chỉ về Việt Nam lấy vợ Việt Nam, anh ở Việt Nam luôn, anh thẳng ở đây luôn. Vậy anh làm vàng miếng cũng được. Anh em vẫn cho rằng là cái khuynh hướng tăng giá vàng, dù có thể không biết được là nó tăng như thế nào, nhưng nó sẽ đủ ít nhất là 5 đến 7 năm.
có một khuynh hướng tăng bắt đầu là từ năm 2018. Còn giá đích đến là bao nhiêu thì em không rõ, nhưng khuynh hướng đó là chắc chắn. Mình đâu có đoán cái đó được, mình đoán cái đó thì đâu được. Mình không đoán được là cái giá đến là bao nhiêu. Nhưng cái khuynh hướng đầu tư, cái kênh đó là kênh đầu tư phù hợp cho 5 đến 7 năm tới. Nếu như anh vẫn thích, chỉ là anh sẽ loại trừ được cái phần tỷ lệ chênh lệch giữa giá mua giá bán, bởi vì anh mua bán ngắn hạn quá thì đương nhiên anh mua bán nhiều nên nó mới bị cái ảnh hưởng chênh lệch 500-700 nghìn, chứ còn anh đi một chặng đường dài thì 500-700 nghìn trên một cây có ăn nhầm gì, đúng không? Đúng. Đó thì cái chặng đường của anh đi như vậy, và nếu khối lượng vàng anh mua lớn thì anh có thể ký gửi ở một số ngân hàng lớn cũng được, hoặc không cần đem về nhà. Mình thống nhất, anh hiểu rồi. Yeah. Mình thống nhất lại rồi, bất động sản thì mình thôi mình stand by đi. Stand by, chờ đi cho em. Tôi nếu anh vẫn muốn thích bất động sản thì gửi ngân hàng tạm thời với lãi suất 8% ở bản Việt, sau đó chờ ít nhất khoảng tầm 12 tháng sau thì gọi lại cho em. Hôm nay là đầu năm, tức là gọi cuối năm 2020. Ông thì chắc là ok, anh sẽ thống nhất như vậy, nhưng mà chắc là phải xin phép gặp em, anh em mình ăn cơm đàm đạo, nhiều khi biết nhau có gì phải hay lắm á. Vâng, em đồng ý thôi thì qua đầu năm đi. Ok. Qua đầu năm anh em mình gặp nhau. Dạ dạ ok anh, tức là sau Tết đi. Có gì rồi anh em mình gặp rồi, nhau vậy nha. Thì mình tổng kết câu chuyện cảm ơn em trước rất dạ, là nhiều. Dạ, tại dạ. Vì rất là chân thành. Thứ hai nữa là cái câu chuyện mình rút lại là thôi mình tạm thời stand by cái vụ mua đất nền. Dạ. Rồi cái câu chuyện số 3 là anh em mình sẽ gặp nhau sau Tết. Dạ. Tại vì mình sẽ biết gặp nhau, nhiều khi em gặp anh xong em phát hiện anh có nhiều cái thú vị lắm. Vâng thì cũng nói thật với anh luôn là em có quá nhiều nghề, và có một cái nghề ngày xưa đó là em chuyên đi gặp các thiết kế, các kiến trúc sư. À vậy tốt rồi. À nên là anh, cái câu chuyện anh chỉ dám cam đoan rằng nếu em gặp anh em sẽ thấy sự hấp dẫn anh. Dạ ok anh. Tại vì anh vừa là ca sĩ mà vừa là nhạc công. À, mà thế vừa à. Là mà vừa là đầu bếp. Thế thì người này có thể được gọi là người đa tài đây, không còn cái việc mà nhiều tật thì không biết có không đây. Em lên Facebook của anh có gửi email cho em á. Dạ dạ. Em check đi. Rồi. Thì câu chuyện đậm không dám làm phiền em nhiều, thì hy vọng là qua năm anh sẽ gọi lại em. Ok anh nha. Anh em mình sẽ gặp nhau ăn bữa cơm đầu xuân đi. Em lưu tên của anh là anh